Chào mừng Quốc Khánh, các bạn sẽ được tặng ngày 100.000 đồng cùng với combo kính cường lực, ốp lưng và gậy tự sướng trị giá 300.000 đồng tại cửa hàng di động Mango. Xin chào các bạn. Ở các dòng Samsung Galaxy Note thì chúng ta có một tính năng khá là hay, đó là các bạn có thể chụp được một tấm ảnh màn hình dài, có thể chụp cả một cái đoạn hội thoại hoặc là một đoạn ảnh dài gì đó. Chính vì thế thì trong video hôm nay thì mình hướng dẫn các bạn cách có thể chụp lại được một tấm ảnh dài như thế. Để có thể làm được việc này thì các bạn hãy vào Set Play và tải cho mình một ứng dụng có tên là Stick and Share Big Screenshot. Đây, nghe tên là các bạn có thể thấy là ứng dụng và tác dụng của nó là gì rồi. Mình sẽ mở lên. Ở đây thì mình đã chụp thử sẵn một cái tấm ảnh. Rồi mình sẽ thử lại các bạn xem. Clear đi. Và để chụp được thì các bạn chỉ cần ấn vào dòng đầu tiên là Automatic Capture ở đây. Ngay lúc này thì máy sẽ hiện lên một cái con lăng quăng tròn tròn ở đây. Bây giờ mình sẽ thử chụp lại một cái đoạn Capture hội thoại nhá. Để thử chụp lại một đoạn giữa mình Vinaphone đi. Để chụp được màn hình chúng ta chỉ cần ấn vào cái nút tròn tròn này. Ngay lập tức thì máy sẽ tự động chụp lại. Và đây, các bạn có thể để ý là phía chúng ta sẽ có là một nút bên trên và bên dưới. Là ấn phía dưới thì máy sẽ tiếp tục tự động chụp hình ở phía bên dưới. Mình sẽ ấn khoảng độ 2-3 lần. Và sau khi là các bạn chụp xong thì sẽ ấn vào nút giữa để chúng ta xếp lại hình. Các bạn có thể thấy là máy chụp thì rất là chính xác và nối rất là chuẩn. Rất là đúng. Ở đây thì chúng ta có thể chỉnh sửa lại một chút ở phần Edit. Các bạn có thể thêm màu hoặc là cắt ảnh các thứ đây. Hoặc là vẽ vào. Và sau khi mà đã xong thì cảm thấy hoàn thiện rồi, chúng ta sẽ xếp lại. Ở đây các bạn có thể xếp vào phần bộ nhớ trong của máy hoặc là share cho bạn bè, gửi cho bạn bè qua link hoặc là gửi file qua tin nhắn hoặc là mail. Rất là nhiều lựa chọn. Vậy là vừa rồi thì mình đã giới thiệu với các bạn cách có thể chụp lại được một đoạn hội thoại dài. Và nếu như các bạn thấy video hữu ích thì hãy like và share ủng hộ mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng subscribe kênh YouTube của Mango TV để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Và đừng quên tham gia cộng đồng hỗ trợ khách hàng của Mango TV trên Facebook để có thể được giải đáp và cũng như nhận được sự hỗ trợ sớm nhất nhé.